Khi đang dừng đèn đỏ ở ngã ba đường, nhiều người đi xe máy không ngờ rằng chỉ vài giây nữa là tai họa ập đến. Một ô tô đã tông mạnh hàng loạt xe máy từ phía sau, khiến người và xe lăn lóc xuống đường. Thưa quý vị, chiều 2 tháng 9 năm 2023, thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng cùng ngày tại km 1604+750 trên quốc lộ 1, ngay tại đèn tín hiệu điều khiển giao thông dẫn vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, thuộc thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Vào thời điểm này, xe ô tô con loại 4 chỗ do tài xế 16 tuổi, thường trú xã Vĩnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cầm lái, đi theo hướng từ Bình Thuận đi Ninh Thuận. Khi đến nút giao thông dẫn vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, ô tô bất ngờ tông thẳng vào 5 chiếc xe máy đang dừng chờ đèn đỏ giao thông, hất tung người và đẩy các xe máy văng ra xa. Hậu quả của vụ tai nạn khiến 5 người đi xe máy đang đứng chờ đèn đỏ bị thương, 5 chiếc xe máy đều bị hư hỏng nặng. Chiếc ô tô cũng bị hư hỏng phần đầu. Theo Công an tỉnh Bình Thuận, xác định nguyên nhân ban đầu do tài xế thiếu quan sát, bất cẩn khi lái xe nên đã tông vào hàng loạt xe máy phía trước. Thông tin từ Công an huyện Tuy Phong cho biết, tài xế này không sử dụng rượu bia, cũng không sử dụng ma túy. Cơ quan này cũng đang tiến hành thụ lý điều tra vụ tai nạn giao thông. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên cập nhật tại thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.